Các địa phương, đặc biệt là quận Sơn Trà, tập trung kiểm soát chặt các khu phong tỏa, không để phát sinh lây nhiễm chéo, đồng thời huy động thêm các lực lượng, nhất là phát huy vai trò đảng viên trong phòng chống dịch. Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các ngành địa phương vào chiều tối qua ngày 10 tháng 8. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp ứng phó với dịch, nhất là tại các khu phong tỏa cùng với tổ COVID-19 cộng đồng, thì huy động thêm lực lượng cán bộ công chức viên chức tham gia, cũng như phát huy vai trò của từng đảng viên tại khu dân cư để ngăn chặn dịch bệnh. Tất cả các chi bộ trên địa bàn dân cư phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên trong chi bộ theo mô hình là từng đồng chí phụ trách một cái nhóm khoảng là 10 hộ gia đình và chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở, quản lý, yêu cầu các việc cách ly hộ với hộ, nhóm hộ với nhóm hộ, đặc biệt là trên địa bàn quận Sơn Trà, và chịu trách nhiệm trước chi bộ. Cái thứ hai nữa là ngoài cái lực lượng cán bộ của khối chính quyền, khối mặt trận đoàn thể, khối đảng trong khu cách ly của Sơn Trà đã được huy động, thì yêu cầu tất cả cán bộ công chức còn lại, viên chức còn lại làm 50% ở cơ sở công sở và 50% còn lại phải tham gia phòng chống dịch, tham gia các phòng chống dịch ở địa phương. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu quận Sơn Trà chủ động hơn nữa trong việc cung ứng lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho người dân trong khu vực cách ly y tế, có thể thí điểm chợ lưu động tại các khu vực. Bên cạnh đó, lực lượng công an phải xác định rõ song hành với công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đề nghị các địa phương, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết 68 của Chính phủ vừa ban hành. Các quận huyện và 56 phường xã tập trung đánh giá mức độ an toàn trên từng địa bàn. Từ đó, Sở Y tế tổng hợp phân tích, đề xuất Thường trực Thành ủy và Ban chỉ đạo. Trong cái báo cáo này thì đề nghị Sở Y tế là đánh giá, nhận định rõ, phân định theo từng vùng. Vùng nào là vùng xanh, vùng nào là vùng vàng, vùng nào là vùng cam, vùng nào là vùng đỏ, và áp dụng biện pháp cho từng vùng là gì. Đề xuất biện pháp cho từng vùng là gì. Biện pháp từ cách ly tới xét nghiệm tới hàng loạt thứ. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh lưu ý, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới có giảm nhưng không đáng kể. Vì vậy, phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng chống, đồng thời thành lập các tổ chuyên gia phản ứng nhanh, đánh giá tình hình từng khu vực để triển khai biện pháp phù hợp. Riêng quận Sơn Trà tiếp tục kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ các khu vực cách ly, không để lây nhiễm chéo. Phải thực hiện tốt cái việc mà quản lý các khu vực phong tỏa, đặc biệt là đối với 5 cái phường đấy. Cái việc thứ hai đối với Sơn Trà là tiếp tục cung ứng tốt cho các hộ dân, làm việc với cả Sở Công Thương để Ủy ban nhân thành phố, Sở Công Thương và các sở ngành sẽ có cái hỗ trợ cho các đồng chí trong cái việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho bà con nhân dân ở trong các khu vực cách ly, đảm bảo cuộc sống nó ngày càng nó được tốt hơn. Tiếp tục dao động ở mức là Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các quận huyện khác phải đảm bảo cung ứng kịp thời lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho người dân trong các khu vực cách ly, vùng phong tỏa, tiếp tục điều chỉnh bổ sung giấy đi đường phù hợp với tình hình thực tế, kiểm tra việc chấp hành giảm 50% người lao động làm việc tại các doanh nghiệp.